mọi người, hôm nay đúng dịp là vườn hoa của Hiển gọi là bung lụa hết cỡ. Thì mình sẽ gửi đến mùa một chiếc video clip nho nhỏ về những giống hoa có trên nhà của Hiển. Đầu tiên mùa sẽ nhìn thấy đây là hoa hồng đến từ Nhật Bản Matsura. Đấy, bông hoa của nó là màu cam nhạt nhạt một tí. Hoa này thì buổi sáng sẽ rất là thơm nha mọi người. Còn đây là những cái hoa hồng nhỏ nhỏ. Cái giống dưới này thì mình cũng không có nhớ tên lắm. Cái này cũng là một dạng hoa hồng nhưng mà nó sẽ mọc thành chùm nha mọi người. Nó sẽ không phải là từng bông mà là sẽ là những cái chùm bông nhỏ. Còn đây sẽ là một giống hoa hồng được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan đây này. Kéo xuống cho mọi người xem. Tia đi. Cái này giống gì mình quên mất tiêu. Như là cái gì sao ơ gì đó, không nhớ lắm. Nhưng mà cây này mình nhập trực tiếp từ Thái Lan về. Còn đây là giống này tên là Speed of Freedom. Đấy. Một trong những cái bông hồng mà rất nhiều cánh, mọi người có thể nhìn thấy ở phía bên trong là rất là nhiều cánh nhỏ nhỏ. Cho nó như cái bát đi nhỉ. Cái này mà xong bón tốt là nó sẽ to như cái bát luôn đấy nhỉ. Và đây những bông hoa trắng sẽ là Đức Giáo Hoàng Đệ Nhị. Dạ. Tên tiếng Anh thì mình phát âm không chuẩn lắm nhưng mình nên là mình không có dám nói. Đây là Double Delight, một trong những bông hoa đầu tiên, giống hoa đầu tiên mà Thi và Hiển mua về. Nói chung là cũng không hiểu bằng cái phương pháp diệu kỳ nào mà đến thời điểm bây giờ nó vẫn còn sống. Phải nhớ lại là lúc đấy mua 200 nghìn một cây. Đúng rồi. Nhưng mà hình như cây này là cái cây thứ 2, thứ 3 của yes. Chúng nó rồi. Còn phía sau lưng Thi ở bên kia mọi người là một dàn La Phong. La Phong này thì mùi hương thơm của nó sẽ thơm rất là nhẹ nhàng, tinh tế nên là mình rất thích mùi này. Mình sẽ trồng một dàn La Phong. Mình thì có 10 cây. Nhưng mà sau một thời gian chăm Lisa thì hiện tại giờ chúng nó chỉ còn có 5 cây thôi. 5 cây nó đã đi theo ông bà tổ tiên rồi. Đây là một trong những cái bông hoa đặc trưng nhất của Việt Nam mọi người. Cổ Hải Phòng. Mọi người thấy bàn tay của Hiển nha. Đó. Thì đây là size trung bình của cổ Hải Phòng. Có những cái bông rất là to, to hơn cả bàn tay của Hiển luôn. Đây mọi người nhìn nè. Yes. Thì cổ Hải Phòng thật ra là về cơ bản là nó sẽ có hoa đột biến nha mọi người. Đây như mọi người nhìn thấy trên đây là màu đỏ. Và ở bên này là cổ Hải Phòng đột biến. Thì hoa nó sẽ là màu cam hồng. Đấy, mọi người thấy. Nó vẫn là cùng một giống nhưng mà một cây nó đột biến màu hoa khác nhau thôi. Và cuối cùng là hoa hồng được mệnh danh là hoa hồng cưới. Đẹp nhất trong những dòng hoa hồng. Hoa hồng cưới Carey. Yeah. Chồng mình nhớ được tên nhiều loại hoa vậy. Tất nhiên rồi. Cái gì đẹp là mình nhớ nhanh lắm. Thôi sao tỏ. Ừ, đúng rồi, giống như tên Thi đâu giờ quên. Sao dám quên. Ok thôi, sẵn giới thiệu mọi người, mọi biết kim tiền đúng không? Ở đây là kim tiền đột biến nha. Kim tiền va. Bình thường kim tiền nó sẽ là màu xanh lá cây. Còn đây là kim tiền màu vàng. Đó. Anh cho xin phép hỏi là một lá nó là mấy tỷ ạ? Thôi mình cũng không biết nữa. Dạo này mình không có nắm giá thị trường mọi người. Nói chung chậu này thì không mắc lắm đâu. Dạ. Chỉ giá bằng một bình sữa thôi. Em thấy vườn của anh cái gì cũng đột biến, em thấy tỷ tỷ em cũng hơi nhức đầu. Vợ của mình đột biến em.